Hello, em xin chào quý cô bác và các anh chị. Thì hôm nay nhà em ra mắt một siêu phẩm đỉnh nhất của nhà em. Em xin mời quý cô bác và các anh chị vào kênh của em để mua xe ủng hộ em nha. Dạ rồi đây, em sẽ quay review cận cảnh từng chi tiết cho quý cô bác và các anh chị mà vào kênh của em để xem xe và mua xe này nha. Xe này rất là VIP và đỉnh nhất luôn á. Từ cái xe này rất là đẹp luôn. Mình mua về là mình đi hoài luôn, đổ xăng rồi đi hoài luôn nha quý cô bác và các anh chị ơi. Và đây là xe này thì đời là 94, rim Thái, nguyên bản của nó luôn nha, không có đụng chạm gì vô hết trơn luôn á. Rất là VIP luôn nha. Đó, đẹp quá. Đó, em sẽ quay cận cảnh nha. Đẹp từng cm luôn quý cô bác và anh chị ơi. Quá trời đẹp rồi ha. Đẹp quá. Đó, đẹp quá chừng luôn ha, em mà còn ghiền luôn á. Đây. Ôi, đẹp quá. VIP quá cả nhà ơi. Đây, em sẽ quay cận cảnh nha quý cô bác mình vào xem đi. Là xe này là xe cọp rồi nha quý cô bác và anh chị ơi. Đó, bảng số xe cũng đẹp luôn ha. Trời ơi, VIP quá luôn rồi. Nè, nước sơn nè. Bóng loáng luôn. Xe này là có duy nhất thành phố mình có một con luôn thôi nha quý cô bác và anh chị. Không còn con thứ hai nha. Đây. Đó. Đẹp quá. Đó, em quay bộ máy nè. Ồ, đẹp quá chừng luôn rồi ha. Xuất sắc luôn. Đỉnh của chóp luôn rồi quý vị ơi. Ôi. Không còn gì để bàn cãi luôn. Quá trời đẹp rồi. Đây. Tay nắm nè. Đây nè. Đó, em quý vị và cô bác anh chị vào kênh của em mua xe thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha quý cô bác và anh chị ơi. Ân cái xe cọp này thì điện thoại móc cho em nha. Em báo giá cho cả nhà mình là 135 triệu thôi nha. Dạ. Xe này là không còn gì để bàn cãi, xuất sắc luôn. Đẹp từng cm luôn quý vị và các anh chị ơi. Dạ. Rồi, và mua xe thì điện thoại inbox cho em nha. Em chúc cả nhà mình ngày mới tốt lành, bình an, sức khỏe và hạnh phúc luôn. Em rất là cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi kênh của em nha. Đăng ký kênh để em ra nhiều clip mới để quý vị và các anh chị mua xe ủng hộ em nha. Đó, đẹp quá. Dạ, em chào cả nhà.